Xin thân ái kính chào anh chị em. Tối hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong livestream số 20 Chén cơm hàng ngày thứ 6 4 tháng 9 năm 2020. Tin mừng Luca chương 5 câu 33 đến câu 39. Cái tiêu đề nó là tranh luận về việc ăn chay. Và Chúa Giêsu đã kể cho họ nghe hai cái dụ ngôn ngắn. Đúng hơn thì nó là hai cái ví dụ rất là ngắn về Ngài bảo là chẳng ai xé áo mới để lấy vải mà vá áo cũ, cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nên chúng ta ngày hôm nay cùng chia sẻ với nhau cái câu lời Chúa tin mừng này. Trước tiên chúng ta đọc qua một lần để hiểu toàn bộ cái bối cảnh của hai dụ ngôn này. Khi ấy người ta đến nói với Chúa Giêsu, môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, còn môn đệ người Pha-ri-sơ cũng thế, nhưng môn đệ của ông thì ăn với uống. Chúa Giêsu trả lời, chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc ăn cứ ăn chay khi chàng rể còn đang ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Rồi Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn sau đây: chẳng ai xé áo mới lấy vải áo vá vào áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu trong suốt 30 năm ở với cha nuôi và mẹ Maria của Ngài, chắc có lẽ cũng được một thời gian dài rồi ba nuôi Giuse mới mất, còn mẹ Maria thì Chúa Giêsu lao động, cũng sinh hoạt, cũng làm việc, cũng gặp gỡ tương quan như mọi người bình thường khác. Nhưng mà hình như Ngài chú tâm mở tai nghe, mở mắt nhìn, mở lòng ra để mà hiểu được cái thế thái nhân tình, những cái diễn tiến chung quanh của cuộc đời, những cái nghề nghiệp, những cái công việc của người ta. Cho đến khi mà Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng tin mừng, chỉ trong vỏn vẹn khoảng 3 năm thì Ngài đã có được một cái dữ liệu, nói theo ngôn ngữ bây giờ là data đó, Ngài đã có một cái kho dữ liệu rất là nhiều cái ngành nghề công việc làm trong xã hội, để mà Ngài có thể dẫn chứng, có thể minh họa, có thể cho ví dụ, giúp cho người ta hiểu được những chân lý mặc khải cao siêu. Chúng ta thấy là Ngài không chỉ là một người thợ mộc bình thường, nhưng mà Ngài là một bác thợ mộc mà hiểu được cả các cái nghề khác: chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng, đánh cá. Tức là đương nhiên Ngài tiếp xúc với những con người đó, nhất là những người nghèo đó, để mà thâm nhập vào trong đời sống của họ, hiểu được những cái tình cảnh, hiểu được những cái nỗi âu lo, hiểu được những cái thao tác nghề nghiệp của họ. Rồi ở trong gia đình thì chắc là Ngài đã phụ với mẹ Maria và phụ với ba Giuse làm những công việc của gia đình. Ở đây mà nói đến cái chuyện mà lấy áo mới mà không ai lấy áo mới mà vá vào cái áo cũ, thì chắc chắn là Chúa Giêsu đã nhiều lần nhìn thấy mẹ của mình ngồi may áo, vá áo. Chắc là Chúa Giêsu cũng phụ một tay làm cái gì đấy, ví dụ như sâu kim hay là như đó, mà hỏi han thêm để được mẹ chỉ dạy những cái kinh nghiệm ở đời, những kinh nghiệm rất là thường thức, rất là bình dân, để thấy là
không thể không không ai mà lại đi dại dột mà xé một cái áo mới rồi lấy cái mảnh vải áo mới đó mà đi vá vào một cái áo cũ đã bị rách. Chắc chắn là thiệt thòi cái áo mới, mà cái áo cũ cũng chẳng xong, bởi vì các cái sợi dệt trên cái tấm áo mới đó nó còn có cái sức căng rất là mạnh, nó chưa giãn ra hết. Nên khi mà vá nó vào tấm áo cũ, cái độ co của nó khi giặt áo, khi phơi áo, thì cái độ co của miếng vải mới đó nó sẽ co nhiều hơn, và nó làm cho cái áo cũ đã vừa mới vá xong có thể lại rách toang ra, không chịu nổi giữa hai cái cũ và cái mới. Rồi Chúa Giêsu chắc chắn cũng đã phụ với lại ba du xe, bởi vì người đàn ông trong gia đình của Do Thái đó thì đảm nhận những cái việc quan trọng, đó là chuẩn bị rượu cho bữa ăn. Họ uống rượu mà họ nói chuyện về cuộc xuất hành, họ nói chuyện về đạo lý Thiên Chúa đã truyền dạy thế nào, người cha nói với các con, và đến từng tuần rượu một, chứ không phải là cũng uống tào lao, uống thả giàn đâu, nhưng mà có những từng cái tuần rượu một để mà cùng uống. Nên cái việc mà chuẩn bị rượu cho một cái bữa ăn trong gia đình rất là quan trọng. Thì chắc là Chúa Giêsu cũng đã hỏi ba Giô-se nhiều cái chi tiết liên quan đến cái rượu, và từ những thắc mắc đó mà ba Giô-se đã truyền dạy cho Chúa Giêsu một cái kinh nghiệm là không ai đi mua cái rượu mới, là cái rượu nó cái nồng độ cồn nó còn rất là nồng, rất là mạnh, để mà đi đổ vào trong một cái bầu da nó đã cũ thì da nó mòn đi, rồi nó rạn nứt, rồi nó yếu hơn nhiều, cái sức co căng nó yếu, và như vậy thì rượu mới sẽ làm vỡ cái bầu da, và người ta vừa mất bầu da mà vừa mất luôn cái rượu mới đó. Nên không ai lại làm chuyện như vậy. Và từ hai cái kinh nghiệm thưởng thức đó, tưởng như là chẳng ăn nhập gì đến vấn đề đạo lý làm người, chẳng ăn nhập gì đến vấn đề nước trời, đến tin mừng, nhưng mà Chúa Giêsu đã vận dụng rất là hay, rất là tuyệt vời, để đưa vào cái mầu nhiệm của sự sống mới, của tin mừng cho một trời mới, đất mới. Nếu có một cái sự co kéo, có một cái sự dằn vặt giữa cái cũ và cái mới, cái cũ hình như không chấp nhận cái mới, và cái mới thì đương nhiên muốn người ta vượt lên trên cái cũ để mà đón nhận cái mới. Và đây không còn chỉ là chuyện cái áo hay là cái bầu da, nhưng mà là tâm hồn con người. Bây giờ Chúa Giêsu đã đến là một điều mới, hoàn toàn mới. Ngài giảng dạy một đạo lý mới. Ngài có nói là Ngài không hủy bỏ cái lề luật cũ của Môi-se, nhưng mà Ngài hoàn thiện nó bằng cách làm cho nó mới, làm cho nó sống động, làm cho nó có chiều sâu, là một cái độ nổi bật lên về đức yêu thương. Nên đó là một cái chân lý mới. Mặc dù xa xưa thì Thiên Chúa cũng đã mặc khải điều đó rồi, nhưng mà đến Chúa Giêsu thì Ngài hoàn thiện tất cả những chân lý ấy, đạo lý ấy, và có một cái gì mới hoàn toàn. Chúng ta thấy những lời giảng dạy của Chúa Giêsu bất cứ ở đâu hiện diện, Ngài hiện diện ở đâu là Ngài giảng dạy và làm cho người ta cảm phục, làm cho người ta trầm trồ khen ngợi. Có những lần ở trong hội đường người ta nói, ồ chân lý, giáo lý thì mới mẻ, mà người giảng dạy thì đầy quyền năng, lời giảng dạy đầy quyền năng. Ông này là từ đâu đây? Ông này là có cái gì mà hay vậy nè? Gây chấn động, gây dao động trong con người ta. Và đương nhiên nó sẽ xảy ra một cuộc tranh chấp giằng co giữa cái cũ và cái mới. Ở đây chúng ta thấy thượng tế, kinh sư, pha-ri-sêu, ký lục, hàng loạt những cái người mà chức sắc ở trong Do Thái giáo, những người mà tự hào là nắm vững về lề luật của Gia-vê, những người mà học cao biết rộng, có thể trưng dẫn kinh thánh điểm này điểm này, câu này câu nọ, và họ nắm giữ cái riềng mối của quốc gia ở trong cái luật đạo,
họ là bên tôn giáo nhưng mà họ vẫn chỉ huy luôn cả về vấn đề chính trị. Chỉ có một cái là họ không nắm được quyền điều khiển đất nước mà nó lọt vào tay của đế quốc Roma thôi. Còn ngoài ra thì tất cả mọi dân chúng, mọi tộc người, chi tộc ở trong Israel đều phải bị lệ thuộc bởi một cái tầng lớp những con người như vậy. Mà họ thì bằng mọi giá giữ cái thế của mình, dựa vào lệ luật để mà có thể thao túng, để có thể làm gây ảnh hưởng mà có lợi cho họ. Cái mà bây giờ chúng ta nghe rất là nhiều đó là lợi ích nhóm. Họ cũng chẳng gì ưa gì nhau đâu. Họ có dịp là họ cũng đập nhau, họ cũng chơi nhau rất là nặng tay. Nhưng mà đến khi mà cần đoàn kết lại với nhau để mà bảo vệ cái chỗ đứng của mình, cái địa vị của mình ở trong dân Israel thì họ đoàn kết với nhau kinh khủng lắm. Bằng cớ là lúc bình thường thì họ đấu đá nhau, nhưng mà trong cái vụ án mà tấn công và tiêu diệt Chúa Giêsu đó thì họ rất đoàn kết. Từ thượng tế cho đến kinh sư cho đến kỳ mục, cả các phe sa đốc. Chúa Giêsu là tượng trưng cho một cái luồng gió mới, một sự sống mới, một phong thái mới. Và Ngài đang giới thiệu nước trời là một cái gì hoàn toàn mới cho người ta cảm nhận được. Những lời giảng dạy của Ngài gọi là tin mừng, nó không còn là tin dữ, tin buồn, mà trở thành tin lành, tin mừng. Nên đương nhiên là Chúa Giêsu sẽ gặp một cái phản kháng rất là lớn từ cái tầng lớp bảo vệ cái cũ đó. Và đúng như Chúa Giêsu nói, cái mới thì muốn đẩy cho con người ta tiếp nhận cái mới mà quên cái cũ đi, bỏ cái cũ đi. Một cái cũ thì muốn chống lại cái mới, bảo vệ bằng được. Và căng thẳng nó nằm ở chỗ này. Ngày xưa dân Do Thái, ngày nay là người Công giáo chúng ta, người tin vào Chúa Giêsu, chúng ta cũng đang phải chịu một cái sự giằng co, đối kháng rất là căng thẳng giữa cái cũ và cái mới. Có khi là ngay trong đạo của chúng ta vẫn bám vào một cái gì đó là thói quen, định dạng đâu ra đó, rồi một cái óc giáo sĩ trị để bảo vệ quyền lợi của hàng giáo sĩ. Ở đây chúng tôi không có ý chỉ trích ai, bởi vì chính chúng tôi cũng là giáo sĩ mà. Nhưng mà nó có một cái sức ngầm ở trong, nó muốn kéo con người, giữ con người lại ở cái mức chỉ là giữ đạo, giữ những lề luật, đi lễ cho đầy đủ, đọc kinh cho đầy đàng hoàng, cho nhiều, đi hành hương chỗ này chỗ kia, dâng cúng, bảo trợ ơn gọi. Ô trời, tất cả những cái đó tốt chứ không xấu. Nhưng mà họ muốn giữ lại ở cái đó, ở cái mức độ đó thôi, không để cho con người ta vươn lên với cái mới, không giúp cho con người tin vào Chúa đó thiết lập được những mối tương quan với Chúa Giêsu, và tương quan hàng ngang với anh chị em của mình, những tương quan sâu xa hơn rất nhiều. Nên có một cái gì đó bảo thủ, có một cái gì đó tìm cách giữ chân, làm cho con người ta không bước đi được, làm cho người ta không trỗi dậy và đứng lên được, làm cho con người ta nhiều khi chỉ còn cúi gầm mặt để mà chu toàn luật này vì sợ tội. Họ có một cái lề luật, họ có một cái như là một cái khống chế, chế tài, đó là tội. Và con người ta rất là sợ tội nên sẽ chấp nhận cái ở lại trong cái cũ đó mà không vươn mình lên tới cái mới, không vươn lên đủ đến cái sức gọi là yêu thương, lòng thương xót, sự tha thứ, lòng nhân từ mà Chúa Giêsu đang mời gọi. Rất nhiều trong thực tế chúng tôi làm mục vụ đó, rất nhiều người gọi điện thoại hoặc là gửi email, rồi có khi nhắn ở trong tin nhắn hoặc là vào Facebook, thì họ hỏi là: thưa cha, con làm như vậy có tội không? Con làm những chuyện, con đi chỗ đó như vậy có tội không? Con nói như vậy có tội không? Con làm cái điều đó như vậy có lỗi gì với Chúa không? Và con phải đền phạt như thế nào? Rất ít người hỏi, rất ít người quan tâm đến vấn đề
là để cho Chúa vui, để làm hài lòng Chúa, để đi đúng con đường mà Chúa muốn, để nghe được tiếng Chúa và để thi hành được điều Chúa muốn. Lời luật yêu thương đó, ít người hỏi lắm, nhưng mà là con làm cái này có tội không? Con là người Công giáo mà con dắt con đi vào chùa trong ngày lễ Vu Lan như vậy đó. Con vào đó con chỉ xin cho người ta cài hoa cho mấy đứa bé con của con nó hiểu thế nào là mất cha mất mẹ, thế nào là còn cha còn mẹ với đức, về lòng hiếu thảo. Nhưng mà về có thể gặp một số cái phản kháng của những anh chị em giáo dân khác, của cả các linh mục tu sĩ, mà nếu mà muốn cố gắng bảo vệ cái cũ cho bằng được thì không nhìn thấy ở trong cái chiều sâu của vấn đề là con người ta đang vươn lên một cái gì mới, có thể là treo leo, có thể có nguy hiểm, nhưng mà nó là vượt lên cái cũ để tìm gặp cái mới của Chúa Giêsu, thì người ta có thể chê trách, thậm chí là lên án rất nhiều chuyện. Nhưng mà chúng ta không có giờ ở đây để mà chia sẻ, nhưng mà cái nguyên tắc chúng ta thấy nhận ra nó có một cái sự đối đầu, tranh chấp, căng thẳng giữa cái cũ và cái mới. Đương nhiên cái cũ rồi nó sẽ trôi vào trong quá khứ và cái mới sẽ đến, mà cái mới của Chúa Giêsu sẽ đến và không bao giờ cũ, không bao giờ qua đi. Cái mới là mới, luôn luôn mới. Tình yêu thì nóng bỏng, tươi sáng, rực rỡ, rạng ngời. Tình yêu thì thơm tho và xinh đẹp, chứ không bao giờ sự sống ấy có thể già cỗi đi, có thể bị hao mòn với thời gian, bị biến chất, thay đổi qua bao nhiêu cái thăng trầm của cuộc sống. Nên thưa anh chị em, trong cái mùa đại dịch này, Việt Nam chúng ta nó cũng đỡ lắm, giảm đi nhiều lắm. Nhưng mà những anh chị em ở các nước khác, ở nước Mỹ, nước Pháp, ở các châu Âu, va đập rất là nặng. Nhưng mà chúng tôi, nó trớ trêu vào cái chỗ là chúng tôi nghe chia sẻ lại của những con người đang sống ở trong cái bầu khí căng thẳng của đại dịch như vậy. Kể cả một số anh chị em đã bị nhiễm nữa, một số anh chị em đã được chữa lành nữa, thì những cái lời chứng của họ độc đáo lắm. Họ đã va đập vào một cái thực tại kinh khủng giữa cái sống và cái chết. Nhưng mà cuối cùng họ đã vươn mình tới về phía Chúa Giêsu, và họ cảm nhận được cái ân sủng của Chúa Giêsu, cái mới của Chúa Giêsu, trời mới đất mới là như vậy. Mặc dù phải trả một cái giá, rất nhiều người thân, có khi bạn bè, những người thân, cả một gia đình phải chết vì nhiễm dịch. Nhưng mà ngay cả những con người mà ra đi như vậy đó, hình như họ cũng đang vươn mình tới một cái mới, chứ không phải chết ở trong sự dằn vặt, đau khổ, quay quắt của cái cũ đang níu kéo, đang xích xiềng con người ta lại. Xin Chúa cho tất cả chúng ta biết tận dụng mọi cái sự kiện nhỏ hay là biến cố lớn nó xảy ra chung quanh chúng ta, cho đời chúng ta, cho xã hội, cho đất nước của chúng ta, cho thế giới của chúng ta hôm nay. Ta có đôi mắt của tin mừng, đôi mắt của Chúa Giêsu, đôi mắt của rượu mới, của tấm áo mới, của tâm hồn mới, của sự sống mới, của tình yêu mới. Hàng loạt những cái đó, cái mới đó là Chúa Giêsu. Làm sao ta có được cái đôi mắt và tâm hồn của chính Chúa Giêsu, để ta đánh giá, ta xem xét, ta có thể phát hiện ra được giữa cái ồ ạt, giữa những cái căng thẳng, những cái va đập kinh khủng đó của thế giới, của xã hội và của chính nhân loại của chúng ta, thế giới của chúng ta, mà chúng ta sẽ gạn lọc, cái mà Việt Nam gọi là gạn đục khơi trong, cái nào đục cũ rồi gạn nó qua bên, để cho cái trong, để cho cái mới có thể lên ngôi. Xin Chúa cho chúng ta lúc nào cũng vươn mình về phía Chúa Giêsu. Nếu có đuối sức thì kêu lên với Ngài, để Ngài xin giúp con, đừng để con bị níu chân lại, bị giằng xé lại với cái cũ,
để rồi con vụt mất cái cơ hội gặp được chính Ngài. Amen. Xin cảm ơn anh chị em.